Hello. Xin chào bạn quay trở lại với Minh Thư và Thành Ghệ. Ngày hôm nay mình sẽ dắt Bia đi ngủ. Các bạn có các bạn có nhớ không? Một năm trước là mình với Chi có quay một cái clip ở Chidori. Thì mình được tặng voucher là 20% để giảm giá, nên ngày hôm qua nay mình quyết định là sẽ đi lại Chidori nhưng mà chi nhánh mới ở Đinh Tiên Hoàng. Ủa sao ban ngày ban mặt mà đi ngủ cái gì? Ban ngày ban mặt đi ngủ ai cầm đâu, thì mình quen nhau mà, mình yêu nhưng nhau mà mình đi thích ngủ. Đi thôi. Và sau khi mà order nước xong thì ở dưới đây là khu vực mà các bạn có thể ngồi như một quán cà phê bình thường. Order một ly nước khoảng tầm 50-60 là mình có thể ngồi ở đây và ngồi kiểu như là thời gian thoải mái, không giới hạn thời gian luôn. Mà mình thấy ở đây có nội quy khu vực của cái The Level Seat, đây là không hút thuốc nè. Rồi không được mang đồ ăn ở bên ngoài vào. Và đặc biệt là không được nằm dài lên trên đây. Và có sử dụng wifi miễn phí. Và ở đây thì mình thấy người ta còn có trang bị cho các bạn là một cái chăn để mà ngồi nè. Để mà ngồi dựa vô, xong rồi khi mà các bạn lạnh quá thì đắp cái chăn ngang để mà che. Chẳng hạn như những bạn vào đây mà mặc váy ngắn thì cũng rất là hợp lý. Đúng rồi. Đây là một cái khu vực mà như một quán cà phê bình thường thôi. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay mình dắt Cường đi thì không đơn giản là ngồi ở đây uống cà phê đâu ha. Mình sẽ dắt Bia đi cái nơi đặc biệt hơn ở đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên. Wow. Và đây là một cái phòng dắt Bia đi đặc biệt. Nhưng không đặc biệt bằng cái sắp đặc biệt. Anh thấy nó cái phòng nó giống như để cho các bạn ngồi có thể là tụ tập với nhau ngồi nói chuyện nè. Học tập cũng được, ví dụ mà nhóm bạn học nhóm ấy, thường thì cuối năm sắp thi hay là gì đó thì thấy quan trọng về sẽ học nhóm thì ngồi đây và mỗi bạn ôm một cái máy tính học cũng rất là hợp lý. Có cả gối nè, bốn cái gối rồi có cái ngăn này nữa trời. Hợp lý quá nhỉ. Y như cái homestay á, nhìn thoải mái quá trời. Và cái điểm mà mình thích nhất khi vào đây đó chính là ở đây hoàn toàn là bằng gương. Ở phía bên đây là gương hết nha mọi người. Và phía bên đây là view cây. Có một cái cây rất là to bên đây làm cho các bạn có cái cảm giác rất là thoải mái và thoáng hơn nhiều, nó không có bị không gian bí. Nhìn nó kiểu không gian màu xanh đó. Nhìn nó thoải mái đó. Và có camera nữa nên là cái không gian ở đây thì tuy là nó thoáng nhưng mà nó cũng sẽ có một cái gì đó riêng tư cho các bạn, nhưng không quá đến cái mức mà để chúng ta phải để chúng làm, ta cái làm những cái điều gì đó. Không văn minh. Không văn minh. Đúng rồi, không văn minh. Không văn minh. Và đúng rồi, mà quên một điều nữa là ở dưới thì các bạn ở dưới có nói là ở đây thì các bạn sẽ được sử dụng cái combo. Thì ở đây sẽ có một cái combo là một nước kèm theo là 4 giờ mình có thể ngồi ở đây mình đọc sách nè, chơi game nè, tụ tập cùng bạn bè. Đúng rồi, đúng rồi. Có 4 giờ. Đấy, và cái combo này thì chỉ có mức giá là 100.000 bao gồm một nước. 100.000 thôi nha. 4 tiếng. Ok. Và hồi nãy nghe mà giờ mới nhớ là hồi nãy nghe bạn nhân viên nói là ở trên có cái chuông đúng không? Đúng rồi. Khi nào mà ấn lên là gọi nước ăn, chưa ấn chuông nước tới rồi, hay quá. A few moments later. Bây giờ là tụi mình đã lên tới lầu 3, là cái lầu mà là cái sự đặc biệt của cái đặc biệt trong cái đặc biệt. Là trong cái đặc biệt mà em dành cho anh đúng không? Là cái rất là đặc biệt. Đấy, và ở đây trên đây mọi người thấy không? Bước lên trên đây là sẽ có nội quy là không được hút thuốc này, không được đem quà bánh ăn vặt vào trong đây, không nuôi thú, không ai nuôi vào vậy, ai mà không cho không nuôi thú ở đây. Ủa cái này là cái gì đó? Cái này không hiểu lắm. Cái này là 18 cộng nè, không có đánh bài trong đây đúng không? Một cái chi nhánh ở Lam Sơn, đây là cái phòng giống như kiểu là homestay ở mà gần sân bay cho các bạn mà ví dụ mà delay quá là lâu thì chúng ta có thể vào đó. Bây giờ đã tới cái lâu đài của Bia, xong rồi giờ tụi mình sẽ đi lên cửa dài ra. Ui xì xì. Đi first. Sau khi mà tụi mình gọi nước xong rồi đi tham quan một vòng ở cái Chidori này thì bây giờ đã chuẩn bị xong phòng của tụi mình. Và mình đã gọi combo là 250.000 sẽ được ở đây là 12 tiếng.
và sẽ có thêm hai món nước nữa này. Ngoài ra thì còn có thêm một cái bình trà. Bình này là bình signature của quán luôn á. Còn có một little gift, một món quà bất kỳ. Và ngày hôm nay món quà của tụi mình là một cái bánh flan. Có cả nước lọc nữa nè. Đúng rồi, nước lọc này là được tặng thêm. Và khi mà các bạn đi từ 9 giờ đến 11 giờ buổi sáng thì các bạn sẽ được tặng thêm một phần bánh ăn sáng hợp lý. Và ở đây thì như nãy các bạn thấy là ở đây sẽ có trang bị thêm cho chúng ta là quạt, một cái chăn. Ngoài ra thì còn có cho các bạn một cái bàn vuông như thế này để mà các bạn có thể để laptop làm việc nè. Có một cái đèn có hai chế độ. Còn có cái gói ôm nữa. Có lẽ là có nhiều bạn cũng sẽ muốn biết là ở trong đây có cái đó hay không, đó chính là cái camera. Một cái camera trình hình một đống ở đó. Nhưng mà đặc biệt một điều là cái camera này thì không phải là ai cũng được check. Đúng rồi. Chỉ có những cái cơ quan chức năng hay là khi mà các bạn có cái việc có thất lạc đồ đạc á thì mình nói thì có thể là chủ sẽ mở camera và check lại cho mọi người. Thôi em muốn cái này cho kia, em muốn trà trái cây, em không uống matcha. Tại vì mình không thích uống matcha mà. Thôi mình uống matcha đi. Nhưng mà nghe nói đâu ấy là quán ở đây thì trà hay là các loại mà nguyên vật liệu để chế biến thức uống thì đều là nhập khẩu từ Nhật Bản. Tại vì anh chủ quán này là người Nhật nên là những cái mô hình này anh cũng kiểu là một phần nào đó nó hơi giống với những người Nhật. Trà khá là ngon ấy. Em cảm giác đây là trà gạo và có trái cây hơi chua chua một xíu. Matcha thì mình cảm thấy nó vừa miệng, không quá ngọt, cái kem không quá béo, nói chung là vừa phải. Một điều mà mình cảm thấy khá là hay đấy là đây là một quán cà phê mà kiểu menu nước rất là đa dạng. Rất là nhiều, rất nhiều loại trà nè, cà phê nè, rồi bánh nữa. Hình như là mình nghe đồn đó là sắp tới là quán còn mở cái đồ ăn, bán cái đồ ăn trưa nữa hay sao đó. Đúng rồi, có đồ ăn trưa. Mình thử bánh thử. Đồ ăn cái nhân ở bên trong là nhân gì? Một vị nhân rất là quen thuộc. Đậu phộng. Bơ đậu phộng. Chính xác. Ăn một cái bánh, uống một ly trà, sau đó bật máy tính lên làm việc. Đối với em thì làm việc, nhưng mà đối với anh đó đúng không? Anh ngủ. Anh là đánh đồ, anh nằm ngủ. Hoặc là anh chơi game. Đúng. Ở đây ổ cắm điện rất là nhiều, nghĩa là chỉ cần các bạn ngồi chỗ nào đó thì xung quanh luôn có ổ cắm điện, nên là các bạn không phải sợ cái chuyện mà giống như cái câu nói là cứ 1 mét vuông là có một ổ cắm điện. Em thấy là cái gam màu trắng kết hợp cùng với gỗ thì nó sẽ làm cho cái cảm giác khi các bạn bước vào nó rất là sang, nhìn nó rất là sang và thoáng đãng luôn. Đúng rồi đó. Tuy là ở đây sẽ sử dụng những cái như ví dụ như là cái ga màu trắng đi, nhưng mà nó không hề bị dơ hay là bị bẩn hay là bị một cái gì cả, nó rất là sạch. Một năm sau khi mà quay trở lại đây thì vẫn sử dụng ống hút thủy tinh và toàn là những cái đồ mà tái sử dụng lại chứ không phải sử dụng những cái đồ nhựa hay là sử dụng một lần. Quán này là của một anh chủ người Nhật, kiểu là anh mang về đây với cái mong muốn là sẽ làm cho nó văn minh hơn, nó hiện đại hơn và có một cái nơi để cho các bạn có thể vừa học tập vừa làm việc hay là có thể vào đây để nghỉ ngơi. Nói chung là có rất là nhiều việc các bạn có thể làm ở trong đây được, nên là khi các bạn vào đây thì chúng ta cũng hãy văn minh lên. Văn minh nha. Đúng rồi. Và sau khi mình trải nghiệm thì mình thấy ở đây có rất là nhiều cái option để các bạn lựa chọn. Và một cái điểm mới của Chidori ở địa chỉ 191 Đinh Tiên Hoàng đó là nó sẽ có cái khu ở dưới cho các bạn mà ngồi hội nhóm với nhau để mà có thể cùng học tập nhóm hay làm việc nhóm hay là chơi với nhóm giải trí gì đó. Còn nói về cái khu ngủ này thì thật sự ra mình no comment về bất cứ một cái gì, tại vì nó quá là ok. Sau một năm quay trở lại thì mình vẫn cảm thấy nó rất là hoàn thiện và kiểu là nhân viên ở đây thì thật sự ra là rất là ok mọi người. Chỉ cần các bạn nhấn chuông một phát thôi là trong vòng 1 phút 30 giây các bạn đó sẽ lên ngay lập tức để mà hỗ trợ các bạn những gì mà các bạn cần. Thậm chí là góp một ly nước lọc mang từ dưới lên đây cho các bạn cũng được luôn. Và đúng vẫn rồi. Rất là vui vẻ và niềm nở. Và nói chung là sau một năm quay trở lại đây và bên cạnh mình không phải là Chisali nữa, mà bên cạnh mình đã là Xuân Cường Nguyễn. Bây giờ tụi mình sẽ tận dụng hết 12 tiếng ở đây. Đó là chỉnh một đống hình. Đợt tụi mình đi Phú Quốc về có một đống hình trong đây chưa chỉnh. Bây giờ tụi mình sẽ ngồi đây chỉnh màu đấy. Hợp lý chứ? Bye bye. Quá hợp lý. Bye bye.